Oh my God. Hello, Steve. Uh-oh.
Alo. Em ơi. Dạ, ơi. dạ. Hồi nãy em nói mà con không nghe được, rồi xong em tắt mà nãy giờ vẫn chưa thấy con vào lại ạ. Chờ chị tí mấy nha. Dạ vâng, dạ vâng. Ok, có nghe được chưa? Now I can. Wow, hôm nay gian nan quá. Ok, và mình tiếp tục nha. Number okay. two. Ok. Ôi, nhưng nãy giờ mở Ok, tiếp tục này, cả trễ rồi. You go to this place if you want to see tigers and clouds. Is it, Is it a circus? A circus? No. No. I think it is I think it's a Here you can see a what? You can see tigers and clouds. A circus. Yes. Number three. People can ride on it when there is a lot of snow. Yeah. A sledge. That's good. Four. You can have a room in this place then when you are going to have a fellow. What's that? Like you can have, what do you mean? A teacher. Okay, read again. You can have a room in this place when you are on holiday. You can have a room in this place when you are on holiday. Yes, you're on only holiday when you are on vacation. Why there is a theater when you are on vacation? So you need a room in the theater? Okay. Okay, so do you want to choose theater? Yes. Okay, let me check. A hotel you can get a room when you're on holiday. Vậy mình có thể có, khi mà mình đi nghỉ thì mình sẽ có một cái phòng để mà ở trong cái nơi này. Okay, number five. If you are very ill, you go to hospital in one of the Yes. An ambulance. Hospital. Yes, an ambulance. Okay, six. Number six. People make things like cars or televisions here.
No, sorry. You go to this place if you want to see a dinosaur, a museum. A museum, yes. Why not the zoo? No. No, so zoo doesn't... If you go to see when there are lots of tigers. Yeah. It is difficult to see when there are lots of this. A storm. This one, yes, you can't see when there's a lot of it on the sky. A storm. A fog. A fog. Oh. Sương mù. Nếu như mà foggy thì là nhiều sương mù, là tính từ, đây là danh từ. Okay, number 8. Okay, when it snows, children make one of these and throw it. It is a snowball. Snowball. A snowball. Okay. One of these brings a lot of wind and rain. A storm. A storm. 10. People make things like cars or television here. Is it a suitcase? A suitcase. People make. No, a factory. Yeah, it's factory. Factory. Factory hoặc là factory. Factory là tiếng. Có hai giai cách đọc. Một là factory, hai là factory. Okay. Factory. Now look at the picture. The class, look at the picture. And let me check. Right, yes or no? The class have eaten their lunch. Okay. Yes or no? Yes. The monster who is crossing his arms has rubbed his pen. No. No? The monster who crossing. Yes. Okay, wrong. So you're studying on the phone, right? Yes. Yeah, it's rather small to see on the phone. Number 3. The kangaroo is bouncing a bone on the desk. Yes, bouncing. No. 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 Yes. Here? Where is this? Here. It is very far. Yes, because you study on the phone. That's why it is quite small, but he's bouncing the balls. All right, number 4. The monster with green hair is drawing a picture. Drawing a picture. Mẹ mà cô tưởng là cutting. Nhìn giống như đang cắt hơn là draw. Yes, okay. Still, you someone don't. Has someone has clothes. Closet has curtains. It is. Yes? No. No. Say. Nope. Nope. The children are reading books. Nope. No. Yes. They're reading books. Not reading. Yes, but they're not reading. Okay. Con học điện thoại là con được vẽ nhiều quá hả? Okay, the children are reading books. Cũng đúng. Mình khá là buồn bởi vì monster đang ở trong lớp học. Okay, nên mình sẽ đổi cái đó thành no. No. Okay, so they are not reading book. They are maybe they're thinking. Number 7. The teacher is tidying the flowers. No. Then what is she doing? Yes, it's a no. Okay. No. Mr. West is working in a shop and he's talking to Emma. What does Emma say to Mr. West? Read and choose a bad answer. Write H for its answer. It's very difficult.
No, it's not difficult. Okay, I will ask and you will answer. Okay, because it's difficult. That's why I have to be this the one who asks. Okay, what kind of book? Now, Emma? Steve? What kind of book? Yeah. What kind of book? One which has pictures of animal in it. Oh, why there's an answer here? I don't know. I don't know. Okay, I know. Number two, that's easy. We've got lots of those. Who's it for? My mother is her birthday soon. Okay, gee. Well, books are always good presents. Why there's not another Steve entering the room? That's how I enter this to look this clearly. Nếu như mà con vào hai cái là cô sẽ bị sao nhỉ? Khoảng tầm khoảng 40 phút ấy là màn hình nó sẽ tự thoát ra tại vì lớp học có trên 3. Có lẽ có thoát ra cái này bố. Cô bấm vào cái kia đi để nó thoát ra cái này. Cái kia học được không? À, con học làm được cô bây giờ vào được. Ai con làm cô hồi hộp quá, xong chắc tối nay cả cô và con cứ chạy lung tung để mà kết nối quá. Rồi con thoát cái đó ra nha. Ok. Rồi con phải thoát một cái ra. Con phải thoát một cái ra nha. Có một cái thoát rồi, nhưng mà chắc là không phải đâu. Mạng của con hoặc là của cô nó bị mạng của con bị yếu ấy. Đang joining đấy, cái admin này đang joining là chứng tỏ là mạng bên con bị yếu, vậy nó không vào được. Đang joining này. Con thoát cái admin ra đi. Thoát cái admin rồi mà cô. Vẫn đang joining này. Ok, tiếp tục này. Thế này chắc... mạng cô bị lỗi mà. Chắc đến 9 giờ hơn rồi con và cô vẫn chưa xong quá. Ôi okay. Con đâu rồi? I'm here. You see the camera. Oh. Cô ơi. Sao vậy con? Mạng con thăng VNPT. Nó bị lỗi. Nó tự tắt đi luôn. À, cô cũng dùng FPT này. Ô như vậy sao vẫn còn nghe giọng con nói? Chắc là bị mỗi ấy rồi. Bây giờ con đang connecting lại nè. Con đang dùng 4G. 4G à? Không, cái camera của đó con ấy hình như nó bị quay lui hướng khác. Cô chỉ không thấy camera thôi, còn vẫn nghe được. I don't know. Con bấm cho camera nó tới phía trước để nhìn thấy mặt của con ấy. Đấy, camera bị bấm sau rồi. Wait a minute, I send you this one. Is it a phone?
Yes. So how... You see, I wait me a minute. Nếu như mà là phone thì mình sẽ có còn. Oh, I can see you now. But I can't see you. You see in the camera. In the cello. Cô thấy đúng rồi cô thấy cái hình đó nhưng mà tại sao lại không quay tới phía trước mặt? Don't understand why. Có, ở đó có một cái vòng mà giống như mũi tên cho mình chuyển camera, cho mình chuyển tới phía trước. Bây giờ con... Ừ, đúng rồi, con nhìn cô nhìn thấy tay của con đó. Chẳng lẽ giờ con kiếm cái gương rồi xong rồi con để... Con để điện thoại xoay vào gương rồi cô nhìn. How? Yes, I can see you now. Steve, it's already 8:30, 8:40, 8:40 rồi mà hai cô trò mình cứ phải thoát ra thoát vào biết thôi. Ok. Number 3 này. Well. Ok. Well, books are always good. Are always good present. Yes. Yes, they are would like to buy it, please. Yes, I would like to. Okay, let me check. HH. Yes, my family reads a lot. We all love books. Okay. And number 4. Okay, you ask, I will answer. Okay, so do I, will your mom like this one? Oh no. It was... I think she might, but it's too expensive. Let me check. Oh yes. Your turn. I know. I will ask and you answer. This one cheaper and the pictures are lovely. This one cheaper and the picture are lovely. Yes, they are would like to, but to buy it, please. Yes, they are. I like to buy it. Okay, E. Okay, you ask and I will answer. I will put it in a bag for you. Let me check. Let me check. I was my mother, yes, my family read a lot. Sao không có nhỉ? À, hết rồi. Hết rồi. Number 5 là câu cuối cùng rồi thì cô tìm không thấy. Write the okay. Cái này là reading mà. Reading mà. Don't be surprised. Okay, so you have all the words here. You need to fill in. Rồi, ở đây mình có gì đây? John's parents gave him a red drum for his 8th birthday when John opened. When John opened the his present early that morning, he was very excited. Very excited yet. To see a drum inside, he started to play it very loudly. He played it all morning, and then after lunch he wanted to play it again, but his mom fell ill. She had a bad headache because John and his drum were so noisy. His dad said, John, if you want to play your drum, go outside, please. John went into the garden and put his drum here. After 5 minutes, he heard some lovely music. He went out into the street. He ran out into the street.
and saw lots of people there. It was circus. They rode into town in their lorries and truck. The woman of the first truck stopped the driver of the first truck stopped when he saw John. John jumped on the back of the truck and rode into town. To the town with them, he played his drum on the way there. Goodbye and see you again. This is all, and this is jumped. Okay, để xem là mình đã hết phần reading chưa. Hết reading là mình sẽ qua writing. Okay. Tại vì cứ mỗi lần mà con làm xong trước test hoặc là sau test chính ấy, thì mình sẽ có 4 bài test mini về 4 kỹ năng. Cái này không phải là test nữa, chủ yếu là ôn lại thôi. Now choose the best name for this story. John Newsgram, John Newsgram. Okay. Newsgram. All right, now describe Vicky and finally, at least finally. Vicky and Jack and Vicky their and exciting present. Okay. Very small. Very small. Moment. Today is very difficult day. Okay, question. Can you see? See, I only can see your face. Okay, can you see the words? Can you read? Yes. Miss Green want her children Vicky and Jack to help strong every night. She said, "You must clean your teeth very well. It's important, and you shouldn't eat chocolate or sweets." But Vicky and Jack didn't like cleaning their teeth. It was boring, and they loved chocolate and sweets. Okay. Sweets. Vậy mình sẽ nhìn day, xuống câu number one. Câu number one để mình like chocolate or sweets. Okay, so like eating chocolate or sweet. Rồi. Vậy okay. Rồi con đọc tiếp đoạn tiếp theo để trả lời cho. Miss Green said, "Next week we are going to go we are going to go and see the dentist. If you have very good teeth, I will give you both something very nice." Vicky and Jack were very excited when she said that. They cleaned their teeth very carefully after breakfast, lunch, and dinner every day. Okay, vậy trả lời câu number two. Dentist. The children had to visit the dentist every week. À, sao hôm nay giọng đọc của con lạ vậy? Giống như mới được thả ở trên mới được thả ở trên nào xuống chẳng hạn, từ strong. I don't know. Strong. Okay. Rồi đọc tiếp đoạn tiếp theo. "Perhaps she will give me a new bicycle," said Vicky to her brother. "Perhaps I will have a new kite," said to his sister. They talked about their presents every night when they went to bed. When they each sat in the dentist's chair, he looked into their mouths and said, "Everything is fine. Your teeth look very strong and white, excellent." The children felt excited. "What will our presents be?" they whispered.
in the back of the car on the way home. When they arrived, Miss Green smiled and said, you have been very good. Then she opened the cupboard and gave them new pink toothbrushes. Vicky and Jack weren't happy. They weren't very happy. Yes, Warren fell. Fell Warren. Felt excited. Okay, Steve, I need you to say the word toothbrushes again. Toothbrushes. No, don't say that. Toothbrushes. Toothbrushes. And this is two. Toothbrushes. Okay. Còn thêm chữ two này nữa. Check to his sister. Check to her sister. Yeah, chữ two đọc bình thường kia. Hôm nay con đang đọc cái giọng gì mà cố ngán lạ. Hello. Okay, number four. The children carefully open after each meal. No. Why? Con đã đi. Why you laugh? Con đã đi. Okay, you went too far. You need to look at this. Here, perhaps a new kind. They clean the teeth. Okay. Oh, here. It's right here. Your answer will be somewhere around here. They clean their teeth. The children carefully brush cleaned their teeth very carefully after breakfast, lunch, and dinner every day. Clean their teeth after each meal. Okay, number five, when they went to bed every evening, Vicky and Jack talk about here. Talk about the teeth. No. Here? Oh, talk about who will have a new bike. So bike and kind. What do the mother mentioned? She's going to give them talk about new present. Yes, the present. Ở đây ghi bị sai rồi. Present chứ sao lại là they parents. Present. Okay. Number six, the tip look at the dentist. The ở đây. Good at the dentist. The tip look good. Okay. Strong, white. Strong and white. Steve, what are you doing? Strong and white. I don't know. My shout is you, not you good. Need, no, you need to drop your voice back to your normal voice. This voice is too awful. Okay. Toothbrushes. Rồi, ở đây câu năm super 7. But the exciting present were only two new pink toothbrushes. pink toothbrushes. Pink. Pink. Okay. Pink. Present. Okay, choose a word. Okay. Bats are very exciting. Interesting animals. They live in cages or jump. Okay. So you have bats are very interesting. This is number one SD here. Oh, sorry. Oh, you circle, okay. They live up the day.
they sleep at? At the day. At the day. Okay. Every circle. Wake up in the evening. In the evening. When it is dark, they fly out of their cage and catch. Okay, why don't you circle and let me see. Circle a word. Cart. Yeah, cart. Lấy vài là chữ này phải không? Cart. No. Còn cái, nếu như mà cái này sẽ là catch. Catch. Yes. Catch. Catch. Wow. Okay. Also eat fruit in the jungle. Now let me check. During. Okay. Number one is during. What? During. At là chỉ cho dùng cho giống kiểu mà at night, at midnight. At là mình dùng cho một nơi trốn rồi. At home, at school. Còn at là nếu như mình muốn dùng với lại ngày thế này mình chỉ có thể dùng với là at midnight. Là buổi khuya. At midnight hay là buổi tối. Còn này during the day, during là trong suốt cái buổi ngày thì những con này nó sleep. Ok, tiếp theo là the. And when, khi mà trời tối, they fly out of the cave, nó bay khỏi cái động cái hang của nó và bắt. Ví dụ này con có chọn này từ caught này là quá khứ. Nhưng mà về dơi thì bat thì ai cũng biết là cái cuộc sống của nó là như vậy. Ok. Cái lịch trình của nó là như vậy, nó sẽ không thay đổi và ai cũng biết. Ok, tiếp. Most bats can see very well, but they have big ears. And hear everything. Many young and old people are afraid of bats because they think they should fall in their hair or on their faces. But bats are clever. Zan. Clever. Muzan. Not more than. More than. Okay, now let me check the answer. They off. And number 7, that's a little mistake. Cái nghĩa của từ should là nghĩa gì con ạ? Should is been named. Đúng rồi, nên. Vậy làm sao mà họ biết được là nhiều cái người trẻ và người già thì sợ những con dơi này bởi vì họ nghĩ như thế nào? Cái này chỉ là họ nghĩ là những con dơi này có thể rớt trên đầu hoặc trên mặt của họ. Fall, rớt trên đầu hoặc trên mặt của họ. Là mai có thể. Cái này mình chỉ dự đoán và mình suy nghĩ thôi. Còn should này là nên. Should là những con dơi này nên rớt xuống ở trên mặt mấy người đó thì nó sẽ ở trong ngữ cảnh khác. Okay, Bert, and then, and then. All right. Wow, 7. Rồi, cô thích phần này nhất. Finish. Yeah, and mark here. Only cái này, one this? Cái này con sẽ tự điền vào. Cái này là viết thư nha. Chỉ điền vào những từ đơn giản thôi cũng không khó. I can. Can, okay. I speak you. Ok, mình sẽ phân tích từ từ nha. Mình đọc từ trên xuống dưới. Cái này là mình viết thư cho GM. I'm having a lovely time on holiday. Mommy, daddy and I went to a castle yesterday in the garden. We saw some beautiful flowers. Then we want to look
inside the castle too. Dad told me about the flag on the castle. It always flies on the queen in the castle. We wait for a long time, but we never saw her. I was very sad. Goodbye, yes. And see you again. That's right, đúng rồi kìa. Ok, cái này mình được. Ok, vậy cái này mình sẽ chủ ngữ mình có thể chọn là we là nói về gia đình, I là nói về tôi, they là nói về họ. Thì ở trong bức thư này mommy, daddy and I thì mình sẽ cho we đi, là cả gia đình mà. Tiếp theo mình có flower. I say and. Vậy thì mình sẽ chọn and we saw some flower. Tại vì ở đây có dấu phẩy này thì có khả năng nó là and thì nó nối qua này, con thấy không? We, và nó nối tiếp thêm một chủ ngữ nữa là we wanted to look inside the castle and that told me about the, yes, the hoặc là on the castle, this fly always fly when. Okay. Vì không dùng on được, on là một giới từ, sau nó là một là danh từ, hai là động từ verb in. On hoặc là on holiday hoặc là on vacation, the queen is in castle. Mình phải dùng when. Tại vì sau when là con thấy mình lại có thêm một mệnh đề nữa này. The queen, đây mình có này, con để ý này nha, con để ý to be hoặc là động từ. Để mình biết mình chọn từ á, when là mình sẽ nối thêm một câu hoàn chỉnh phía sau nữa. Rồi vậy thôi, xong rồi kia. That's right. Cái này chỉ thêm một chữ thôi, nó cũng không khó nếu mà con đọc, tại vì nó sẽ logic với nhau hết. Hồi trước cô làm này cô cũng đau đầu lắm. Oh, goodbye, see you again. Nhưng mà hôm nay mình bị rớt mạng rồi, xong rồi kết nối vô ra liên tục vậy. Để cô xem là hay như là quá sợ. Wow, mạng của con màu đỏ hả? Vậy là... Mạng cô rất là đỏ, con vừa nhìn mạng cô đỏ. Ờ, cô nhìn mạng con cũng đỏ này, full thì full nhưng mà cũng đỏ. Con nhìn mạng con cũng đỏ chót luôn. Con cũng... nhìn thật. Thì cô cũng nhìn thật này, cô cũng thấy là mạng con đỏ này. Con cũng nhìn thấy mạng con đỏ. Ủa mà con đâu rồi, sao không thấy camera? Ok. I'm here. Welcome. Family trip. No. Mình còn tới tận những 15 phút nữa. Tại vì hồi nãy con lên học lại là đã gần 8 giờ 30 rồi. Mình còn tới tận 15 phút nữa. Do one more or two. Cái này thôi, làm cái phần này nữa thôi là mình hết cái này rồi. Okay. Và buổi sau mình sẽ học unit, học trở về unit chủ đề. Ok, warm up. Sẽ chọn one more. Sẽ chọn động từ nha, chọn động từ phù hợp. My family went camping last weekend. We went to Mount Tuka. There were a lot of people at the park yesterday. I was very excited at the game last Sunday. We took a train to our uncle's house. Ôi, they ate some ice con thấy cream gì after vậy? Dinner. Con đọc cái gì vậy? Ơ, con nhìn cái màn hình với cô. Ôi, nhưng mà cô nhớ là cô không bật ra. Cô bật ra cái này này. Con thấy chưa? Warm up ấy. No. Đây này, con thấy chưa? The camping trip. Okay. Ủa, nhưng mà sao mà con đọc lại khác, cô tự đọc là cô đọc như đấy, cái là nào mà chuyển động từ, chuyển cái mấy cái từ là như ví dụ là go thành là when, cô ạ. Đúng rồi. Là cuộc thứ hai của thì quá khứ. Ở đây mình đang dùng thì quá khứ đơn. I went camping last weekend. We went to Mount Tuka. We were very excited. We took a tent, sleeping bag and some food. We had the tent in the mountain. We built a campfire at night. We put we had food. We told ghost stories. Put up a great time. No, a hat.
Okay. Cái này là we took a tent, sleeping bag and some food. We put up the tent in the mountain. Là chúng tôi dựng liều, put up ở đây là dựng liều ở trên núi. Và sau đó làm gì nữa? Và đốt lửa trại vào buổi tối và nhìn nhí we cook food. Chúng tôi nấu ăn và we told story. We told ghost story. We had a great time. By story, did Cody's family go fishing last weekend? No. Did they take some food? Yeah. Did they have a good time? Yeah. Okay, what is in the first picture? This is a barbecue. Yeah, I'm hungry when I see the beef. Okay. Oh my god. Number picture a second. A carbine. This? Lake. Oh. Lake. Swimming. Cable. A cable car. Ski trip. Oh wait, hồi nãy con vào, ok, con nghĩ là tí nữa mà mãn tắt, tí nữa mãn tắt là mình kết thúc buổi học luôn nha. Còn 10 phút nữa. Cable car and ski trip. Hồi nãy con vào thành 3 người, bây giờ thành ra nó giới hạn giờ học là nó sẽ tắt trong 10 phút. Word practice. Snowboarding. Ski. Beach. Okay, what is this? It is seafood. It's seafood. Okay, seafood. There are too many food. So we can't say And this is sightseeing. Oh, sightseeing. Okay. Visit. Cái này ghi bị sai. Visit. Okay. Okay, now fill in the gap. Take the word from here. My family went to the lake last weekend. We stayed in a cabin by the... cabin by the lake. We went swimming in the lake. My dad cooked barbecue to my family to eat many things. Wow, Steve, con không được đọc từ two quá nặng luôn. Two, mà hôm nay giọng đọc đúng lạ luôn. That's right. Two. Number five. My family went on a look at the ski trip last weekend. Mom and dad skied together. My brother and I took a snowboarding lesson. We took a cable car to the mountain top. Okay. 9 to 12. My family visit Potsdam last Saturday. We went we went beach. We went beach. Beach là bãi biển. No. Vậy. Mình còn. I think it is beach. Beach là bãi biển. Sightseeing. Chúng tôi ngắm cảnh, đi ngắm cảnh khắp thành phố around the city. 11. We went to the beach too, and we ate seafood for dinner.
Yes, we ate seafood for dinner. Rồi, thì quá khứ đơn thì chắc là quá quen thuộc nhỉ? Okay. Hôm nay mình học thành bao nhiêu? Hôm nay mình học thành một tiếng 15 phút bắt đầu từ lúc không hơn luôn. Bắt đầu từ lúc 8 giờ mà cho bây giờ đã 9 giờ 7 phút rồi đó. Không làm hai cô trò mệt mỏi luôn. Ok, vậy thì quá đơn. Diễn tả những gì xảy ra trong quá khứ. So things happened in the past. Yes, so can you tell me a story that happened in the past? A story. Today. No, not today. Steve, drop that heavy voice. It's too heavy. Don't say today. Today. Okay, not have you you have to talk last, about last 20 minutes. we very very angry because the Wi-Fi is make me very angry, and I want to hit the computer and the Wi-Fi. Actually, it is the end of the story. Oh, that's too far. Actually, if the last 10 minutes, there's another sentence that you can use, present perfect tense. Nếu như mà 10 phút vừa rồi thì mình sẽ có một thì khác, mà thì đó là thì cao cấp hơn, thì nâng cấp khi mà mình học chuyên sâu vào nữa là thì hiện tại hoàn thành. Ok, vậy bây giờ cho cô một cái mà xảy ra vào yesterday. Yesterday, what did you do in the morning? Yesterday I was learning with my mother at the midday. It was very happy because this lesson was very exciting. What was the lesson about? It about the talk about your best friend. Okay, talk about your best friend. So, ở trong này con cũng đang sử dụng thêm một cái thì, đó là thì quá khứ tiếp diễn. Là nó cũng giống như vậy, nhưng mà một cái hành động đang xảy ra ở thời điểm trong quá khứ mà đang xảy ra. Okay, so I was learning about a topic about best friend. Oh, now talk about your homework. Okay, your homework is totally fine, but there's one more thing. You need to tell me where you live, right? First, you need to talk about your where you live. How old are you? If you are a student. Vậy trước khi mình giới thiệu bản thân thì mình sẽ nói gì? Mình sẽ nói là mình sinh ra ở đâu và mình sống ở đâu rồi bao nhiêu tuổi. Và đang học ở đâu, rồi sau đó mình sẽ nói đến, rồi trong đó thì con có nói đến những cái cần, còn cái chữ này mình đọc như thế nào? Where? Here, cái chữ mà cô circle này. À, cô quên, xin lỗi. Ok, quên là con đang học trên điện thoại. Ok, để cô viết to hơn nha. Ok, thử này mình đọc như thế nào? Word. Giống như từ này. Từ này mình đọc như thế nào? Oh. Word. Stay, don't overreact. Ok, và từ tiếp theo. Cô gái mình đọc như thế nào? Girl. Từ này là world and girl. Và thêm từ này nữa. Walk. Yes, walk. Là từ đi bộ là âm walk. Còn từ làm việc là work. Còn này là word. Girl. Word. Word.
Ok. Oh, mong được quay trở lại chơi ít o cả không thấy màn hình nó sẽ bị thoát ra mất. Ok, play it all. Ok. Today is so tiring. It takes so long to Okay, it takes so long to connect to the internet. Okay, 1, 2, 3. 5. Yeah, 5. Then how what there are so many columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, here we are. Okay, this is I'm first. Okay. No, no, you first. Go back to that. I'm first. Okay, let me clear this. So I were here and here. Okay. No, fine, only fine. I think it's fine. Fine. Okay. 1, 2, 3.